Chào các bạn, thì hôm nay chúng ta tiếp tục về tìm hiểu về cái giải phẫu của phần xương thân mình. Đấy, thì cái phần xương thân mình thì gồm những cái thành phần nào? Đầu tiên đó là cột sống. Cột sống được cấu tạo từ các cái đốt sống, các xương sườn, 12 đôi xương sườn và các sụn sườn và một cái xương ức. Trong đó xương ức cùng với các xương sườn và các cái đốt sống ngực nó tạo thành một cấu trúc là lồng ngực để bảo vệ các cái tạng ở bên trong. Thì đầu tiên ta sẽ tìm hiểu về cái cột sống. Thì cột sống nó được cấu tạo từ các cái đốt sống chồng lên nhau và có khoảng từ 33 đến 35 đốt sống. Thì nếu cột sống mà ta nhìn thẳng, ta nhìn là trước sau hoặc là sau trước thì ta sẽ thấy nó sẽ thẳng từ trên xuống. Còn nếu ta nhìn nghiêng thì ta sẽ thấy cột sống sẽ có những cái đoạn cong, trong đó đoạn cổ và đoạn thắt lưng nó sẽ cong ra phía trước, còn đoạn ngực và đoạn cùng cụt thì nó sẽ cong ra phía sau. Thì nó cong như vậy là để chịu lực tốt hơn, và kích thước của các cái thân đốt sống thì ta thấy là nó cũng tăng dần từ trên xuống dưới. Trong đó có 7 đốt sống cổ, ký hiệu là từ C1 cho đến C7, 12 đốt sống ngực, ký hiệu là T1 đến T12, đó, và 12 đốt sống ngực này tương khớp với 12 đôi xương sườn. Tiếp tục là 5 đốt sống thắt lưng, 1 đến L5, 5 đốt sống cùng dính liền lại với nhau để tạo thành một xương là xương cùng, và cuối cùng là khoảng 4 đến 6 đốt thoái hóa cuối cùng gắn liền với nhau để tạo nên cái xương cụt. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào cấu tạo của một cái đốt sống. Về cấu tạo chung của một cái đốt sống thì nó gồm có bốn cái thành phần chính. Thứ nhất đó là phần thân đốt sống ở phía trước. Phần này sẽ có dạng hình trụ dày ở mặt bên trên và mặt bên dưới của thân đốt sống, thì nó sẽ hơi lõm để cho cái sụn da đốt sống nó nằm ở đây. Thứ hai là phần cung đốt sống. Cung đốt sống nó sẽ gắn với cái thân đốt sống ở cuống cung đốt sống. Đấy, phần này là phần cuống cung đốt sống và một phần ở phía sau này là mảnh cung đốt sống. Ở cuống cung đốt sống thì ta sẽ thấy ở phía trên và dưới thì nó sẽ có hai cái chỗ khuyết, thì gọi là khuyết sống trên và khuyết sống dưới. Thì khi mà các cái đốt sống nó chồng lên nhau thì những cái khuyết này nó cũng chồng lên nhau và nó tạo nên những cái lỗ ở phía bên, người ta gọi là lỗ gian đốt sống, để cho các cái dây thần kinh nó xuất phát từ tủy sống nó đi ra ngoài qua các cái lỗ gian đốt này. Giữa thân và cái cung đốt sống đó là lỗ đốt sống. Khi mà các cái lỗ đốt sống này nó chồng lên nhau, nó sẽ tạo nên cái ống sống ở bên trong, ống sống chứa tủy sống cũng như là các cái màng não tủy hay là mạch máu và các cái rễ thần kinh.
phần này ta tìm hiểu trong phần hệ thần kinh. Ống sóng này chứa tụy sóng. Và một thành phần nữa đó là các cái mõm. Các cái mõm. Ở giữa hai cái mảnh cung đúc sóng đi ra sau, này, chúng ta có một cái mõm gai. Giữa cái phần mảnh và phần cuống đi ra hai bên, người ta có hai cái mõm ngang và bốn cái mõm khớp, hai mõm khớp trên và hai cái mõm khớp dưới. Thì những cái ở trên mỗi cái mõm khớp này sẽ có các cái diễn khớp để nó khớp các cái đốt sóng lại với nhau. Đây là những cái thành phần cấu tạo chung của một cái đốt sóng. Thì những cái đoạn đốt sóng cổ, ngực, thắt lưng thì nó sẽ có những cái đặc điểm riêng của nó mà nó khác với những cái đoạn đốt sóng khác. Bây giờ ta lấy ra một cái đốt sóng cổ. Một cái đốt sống cổ. Đây nhìn vào đây thì ta thấy sẽ có những cái đặc điểm nó khác biệt so với những cái cấu tạo một đốt sống mà ta vừa nói. Đúng không? Ở giữa nó vẫn là gì đây bạn? Đây là lỗ đốt sống, đúng không? Lỗ đốt sống. Thì cái lỗ đốt sống ở đoạn cổ ấy, thì nó sẽ có dạng hình tam giác và nó lớn. Nó lớn. Đây. Để cái ở cái đoạn cổ ấy. Ở đoạn cổ nó sẽ chứa cái tủy sống, nhưng mà tủy sống ở đoạn cổ thì nó phình gọi là phình cổ nên là cái lỗ đốt sống ở đây nó lớn và nó thích nghi với cái biên độ vận động lớn ở vùng cổ. Ngoài cái lỗ đốt sống thì ở hai bên cái mõm ngang ta còn thấy xuất hiện thêm hai cái lỗ nữa gọi là lỗ ngang, lỗ ngang. Và lỗ ngang này là để cho động mạch đốt sống nó đi qua. Động mạch đốt sống. Động mạch đốt sống là một nhánh của động mạch chí đầu. Nó sẽ đi qua các cái lỗ đốt sống này để nó đi vào cái lỗ lớn của xương chẩm. Thì cuối cùng nó tạo nên cái động mạch nền ở trong sọ. Thì thường thì nó sẽ chui vào ở C6 và nó sẽ chui ra ở lỗ ngang của C1, sau đó nó đi qua cái lỗ lớn. Lỗ ngang. Và một số đặc điểm nữa như là cái mõm gai. Đó, nó là tách đôi ra. Đấy, tách đôi ra làm hai củ. Hay là mõm ở bên phía cái mõm ngang cũng vậy, nó cũng tách ra làm hai củ. Đấy. Trong đó đặc điểm quan trọng nhất đó là nó sẽ có cái lỗ ngang để cho động mạch đốt sống nó đi qua. Tôi thấy các cái lỗ ngang này, những cái lỗ ngang này đã nằm bên phía mõm ngang này là sẽ có một cái động mạch đốt sống nó đi qua trong các cái lỗ này. Đốt sống cổ đầu tiên người ta gọi đó là đốt đội hay là đốt C1 đốt đội, vì nó sẽ khớp với cái xương chậm ở bên trên, khớp với lồi cầu xương chậm. Đây là đốt sống C1 hay còn gọi là đốt đội. Thì đặc điểm của cái đốt đội này đó là nó không có thân mà nó chỉ có hai cái khối bên, một cái cung trước và một cái cung sau. Phía bên ở đây vẫn có cái lỗ ngang này. Lỗ ngang của C1 hay là ở phía trên thì nó sẽ có diện khớp để khớp với cái lồi cầu của xương chậm. Và đặc biệt ở cái đốt sống C1 ấy, là nó sẽ có một cái diện khớp nữa để khớp với cái mõm nha của C2 mõm nha của C2 hay là mõm răng.
đây là hai cái đúc C1 và C2. Thì đúc C1 thì gọi là đúc đội, còn C2 thì gọi là đúc trục. Và hai cái đúc này nó sẽ cùng khớp với nhau. Đây, qua cái mõm răng của C2, mõm răng hay là mõm nha. Nên là đúc C2 này người ta gọi là đúc trục. Đúc C7 này, thì ta thấy là gì, cái mỏm gai nó dài nên là có thể sờ được, thấy được ở ngay dưới da. Nên đúc C7 thì người ta gọi là đúc xong lồi. Thế là các cái đúc xuống ngực. Ngực ta thấy là những cái đúc xuống ngực thì cái mõm gai của nó chúc xuống dưới rất là nhiều, đúng không? Thì vì là cái biên độ vận động ở vùng ngực thì nó rất, các đốt sống ngực thì rất là hạn chế. Đặc điểm của quan trọng nhất của các cái đốt sống ngực đó là gì? Đặc điểm mà quan trọng nhất phân biệt cái đốt sống ngực với những cái đốt sống khác đó là nó sẽ có cái diện khớp để khớp với các cái xương sườn. Mỗi cái đốt sống như vậy nó sẽ khớp với xương sườn ở ba vị trí. Thứ nhất đó là cái đầu xương sườn ấy, thì nó sẽ khớp với cái hố sườn ở phía mặt bên của thân đốt sống, gọi là hố sườn bên. Nhưng không phải xương sườn nó sẽ gắn vào gì cơ thân, mà nó sẽ gắn vào một cái diện khớp ở cái đốt sống, hai cái đốt sống kế cận. Như vậy một cái mặt bên của cái thân đốt sống như vậy nó sẽ có một cái diện khớp ở phía bên trên và một cái diện khớp ở phía bên dưới để khớp với hai cái xương sườn. Và ngoài ra còn có thêm một cái diện khớp nữa, đó là ở cái mõm ngang. Ở mõm ngang thì nó sẽ có thêm một cái hố sườn ngang để khớp với củ sườn. Đấy, như vậy nó sẽ khớp ở hai vị trí như vậy. Đấy. Đấy, như vậy đặc điểm mà riêng biệt của cái đốt sống ngực đó là nó sẽ có các cái hố xương bên và hố xương ngang để khớp với xương sườn. Đấy, như vậy đó là đặc điểm riêng của cái đốt sống ngực. Còn đốt sống thắt lưng thì nó sẽ có cấu tạo giống như là cái đốt sống hồi nãy ta vừa nói. Xương cùng đây, xương cùng thì do năm đốt sống cùng dính liền lại với nhau tạo thành, nên là ở phía trên bề mặt của xương thì ta vẫn thấy còn di tích các cái đường ngang, đây là nơi mà các cái xương cột sống nó dính liền lại với nhau. Ở phía trước và phía sau ta thấy nó sẽ có những cái lỗ này gọi là lỗ cùng trước, các đôi lỗ cùng trước và các đôi lỗ cùng sau. Các cái lỗ này nó sẽ cho cái dây thần kinh nó đi ra ngoài. Bên trong của cái xương cùng nó cũng có ống ống cùng ống cùng ống cùng ở bên trong và nó sẽ thông với ống sống ở bên trên. Thì ở trong này thì ta sẽ thấy là thì có các cái rễ thần kinh nó đi xuống và đi ra ngoài ở các cái lỗ cùng. Ở phía trên thì nó sẽ có cái mõm khớp để khớp với đốt sống L5. Ở phía trước của đốt sống cùng sẽ có ủ nhô. Ủ nhô đây là cái giới hạn của cái eo eo chậu.
giới hạn của cái eo chậu, góp phần giới hạn đến cái eo chậu trên. Ở hai mặt bên của xương cùng sẽ có một cái diện khớp gọi là diện tai hay là diện nhĩ, để khớp với xương chậu. Thì ta có hai bên là hai cái khớp cùng chậu để tạo nên cái khung chậu. Và cuối cùng hết là xương cụt. Xương cụt thì về các xương sườn. Các xương sườn thì có tất cả là 12 đôi xương sườn. Đấy. Và các cái sụn sườn thì trong cái 12 đôi xương sườn này thì 7 cái xương sườn đầu tiên thì nó sẽ nối với xương ức, qua nó sẽ có các cái sụn sườn riêng hóa. Như vậy là sẽ có 7 cái sụn sườn. Các cái xương sườn 8, 9, 10 8, 9, 10 thì nó sẽ khớp vào cái sụn sườn số 7. Đấy, 8, 9, 10 này. Còn hai xương sườn thứ 11 và 12 thì nó sẽ không có sụn sườn. Đấy, và nó sẽ nằm lơ lửng ở bên trong cái thành bụng. Giữa các xương sườn đó là các cái quảng giang sườn. Xương ức. Xương ức là một cái xương đơn nằm ngay chính giữa ngực. Xương ức nó có 3 phần, đó là cá ngức, thân xương ức và mõm mũi kiếm. Ở trên cá ngức sẽ có khuyết đòn, hai khuyết đòn để khớp với đầu ức của xương đòn. Ở phía trên là có khuyết tĩnh mạch cảnh, và mặt bên thì nó sẽ có các cái khuyết sườn để khớp với cái sụn sườn đầu tiên và một phần của cái sụn sườn thứ hai. Sụn sườn thứ hai nó sẽ gắn một phần vào cán ức và một phần vào thân xương ức. Giữa cán và thân thì nó sẽ tạo thành một cái góc gọi là góc ức. Và mặt bên của thân xương ức thì nó cũng sẽ có các cái khuyết sườn để khớp với các xương sườn.